Tập 9. An Lực Mãn, người đến rồi đây. Tộc Duy Ngô Nhĩ à? Không phải, tộc Hán. An Lực Mãn, giờ cho ông một cơ hội lấy công trục tội. Nếu ông lập được công, người ta sẽ nhìn ông với cặp mắt khác. Ông làm gì đấy? Đây toàn là người đến từ Bắc Kinh đấy. Được rồi, đừng có thì thầm nữa. Ông thờ thần nào tôi còn chả biết. Sở trưởng, sao tôi thấy con lạc đà đằng kia cứ ủ rũ cúi gầm xuống thế? Sắp chết à? Vương Bát Vạn, đồ khốn nạn. Bát Vạn, cậu đảm bảo với tôi kiểu gì vậy? Không phải nói sẽ đối tốt với lạc đà của tôi à? Cậu thành tâm hại chết lạc đà của tôi đấy hả? Ông nói bậy gì thế? Tôi có thể làm chuyện thất đức đó à? Đã mấy ngày liền tôi chưa nhìn thấy lạc đà của tôi rồi. Không biết cậu giày vò chúng thành thế nào rồi nữa. Ai giày vò lạc đà của ông? Đang khỏe mạnh kia kìa. Chỉ cần ông giúp đất nước hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trả lại lạc đà cho ông. Tôi thật sự chả biết gì hết. Nếu tôi biết họ, họ là người đến từ Bắc Kinh mà. Đánh chết tôi cũng không dám đưa họ vào sa mạc đâu. Hơn nữa, không phải tôi mặc kệ họ, là do người ta không cần tôi nữa. Được, nói không cùng một chuyện với mình. Anh già à, chúng tôi không phải đến hỏi anh chuyện của người nước ngoài. Chúng tôi đến để khảo cổ. Chúng tôi mong anh đưa chúng tôi vào sa mạc. Mời anh là người dẫn đường của chúng tôi. Vào sa mạc? Đúng vậy. Cái chuyện ông nói là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần ông chịu giúp chúng tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Chuyện này ấy à? Vương Bát Vạn, nếu tôi đưa họ vào sa mạc, cậu có thể trả hết lạc đà cho tôi không? Đương nhiên là trả cho ông rồi. Ông không có lạc đà thì sao đưa họ vào sa mạc được? Được thôi, không thành vấn đề. Bạn bè mà, bạn bè cả mà. Giờ đang là mùa gió, ông chắc chắn vào được sa mạc chứ? Mùa gió? Cả bốn mùa tôi đều vào được sa mạc. Tôi không biết mùa gió là cái gì hết. Vậy cảm ơn ông nhé. Không cần khách sáo. Ăn đi. Chú An Lực Mãn, chừng nào chúng ta đi được đây? Đám người này đúng là không biết nuôi lạc đà. Ốm cả rồi. Làm xong thủ tục rồi à? Ông già, khi nào xuất phát được đây? Đang đợi ông đấy. Phải xem thử lạc đà của tôi khi nào ăn no uống đã mới được. Vậy khi nào mới ăn no uống đã? Vậy phải xem mấy người rồi. Chúng ta đợi ông ta, ông ta đợi lạc đà, lạc đà lại đợi chúng ta. Nghĩa là sao? Ông này, ông có ý gì thế? Đám người mấy người sao lại ngốc thế hả? Không có tiền thì ăn gì, uống gì đây? Không có đồ ăn, đồ uống, lạc đà của tôi sao được ăn uống đủ đây? Tôi đã nói gì nào? Nhân nhượng chút thì cũng được, tôi có thể không cần tiền. Nhưng lạc đà của tôi thì không được. Không sao hết, ông cần bao nhiêu tiền cứ nói đi. Chỉ cần ông nói với tôi lúc nào có thể xuất phát thôi. Có tiền thì dễ nói hơn rồi đấy. Rất nhanh có thể sẽ xuất phát thôi. Rất nhanh là lúc nào? 2 tháng sau. Đợi 2 tháng sau thì gió mùa cũng qua rồi. Đúng thế. Bây giờ có gió mùa, gió rất lớn, bước vào sa mạc sẽ chết người đấy. Không phải ông nói 1 năm 4 mùa đều có thể vào sa mạc, gió mùa chẳng là cái thá gì sao? Tôi nói là 1 năm 4 mùa tôi đều vào sa mạc, nhưng tôi chưa từng gặp phải gió mùa. Ông già này, ông đừng lằng nhằng dây dưa nữa. Ông muốn sớm ngày quay lại trạm cảnh sát à? Ông từ đầu đã không có ý định đưa chúng tôi vào sa mạc rồi có phải không? Anh nói kiểu gì đấy? Tôi nói lúc nào chứ hả? Vừa rồi không phải đã nói đợi qua đợt gió mùa rồi vào đấy sao? Thế này đi, mấy con lạc đà này tôi mua chúng với giá gấp đôi. Đợi sau khi trở về từ sa mạc, lạc đà vẫn là của ông, tiền cũng sẽ trả ông. Như vậy ông cảm thấy thế nào?
Quay về, tiền vẫn là của tôi. Tất cả là của ông. Không được đâu. Không được, không được. Vào sa mạc đợt gió mùa, ông trời sẽ trách tội đấy. Không được. Tôi không thể đợi đến 2 tháng được. Bắt buộc phải vào lúc gió mùa mới có thể tìm thấy vết tích của thành cổ tinh tuyệt. Trên cuốn sổ ghi chép đã viết như vậy. Không phải ông ấy không muốn đi, mà là tham tiền. Đang chơi trò chiến thuật với chúng ta đây mà. Tiền béo. Không được đâu. Làm gì đấy? Đi, làm gì hả? Cái gì? Làm cái gì? Ông già, xin lỗi nhá, về trạm cảnh sát mà ở đi. Buông tay ra, buông tay ra mà. Buông tay ra. Đồng chí này, cái bộ dạng thật là... Không phải, cậu đã làm xong thủ tục rồi sao? Lúc ra ngoài làm thủ tục, quay về không cần đâu. Chúng tôi sợ rồi, không đi nữa, đi thôi. Cái bộ dạng của cậu, có gì thì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng động chân động tay mà. Tôi còn có lời muốn nói. Cho tôi vài ngày để chuẩn bị. Mấy ngày? Ngày kia. 7 ngày. Ông muốn chạy à? Chạy cái gì mà chạy? Tôi chạy cái gì chứ? Lạc đà của tôi. Sao thế? Làm gì đấy? Làm gì đấy? Anh ấy nói gì vậy? Không biết. Ông đưa nhiều người như vậy vào sa mạc. Lời này của tôi, ông phải hiểu chứ. Ngày kia. Ngày kia xuất phát. Được thôi, ngày kia. Tiền. Số tiền đã hứa. Không thể thiếu đấy. Vậy thống nhất như thế nhé. Được, thống nhất như vậy. Kẻ không biết sống chết là gì. Hai người về trước đi. Tôi đi tìm chút đồ ăn. Anh ấy không đi ăn cơm cùng chúng ta sao? Tuyển béo rất chu đáo. Nói là đi tìm đồ ăn, thực ra là không yên tâm về ăn lực mãn. Đi canh chừng thôi. Không nhìn ra anh ta lại có bản lĩnh như vậy. Cảm giác của anh ấy chính xác lắm. Nếu như anh ấy thấy một người có vấn đề, vậy chắc chắn 8-9 phần là có vấn đề đấy. Hồ Bát Nhất, rốt cuộc anh đã nói gì với An Lực Mãn? Cô Dương, chúng tôi cầm tiền của cô rồi. Cô yên tâm, đương nhiên chúng tôi sẽ làm việc thật chu đáo. Bây giờ chúng ta là một chỉnh thể. Tôi biết người Mỹ các cô coi trọng chủ nghĩa cá nhân, nhưng bây giờ ở Trung Quốc chúng ta phải đề cao chủ nghĩa tập thể. Tôi hiểu. Bất cứ lúc nào tính mệnh cũng được đặt lên hàng đầu. Nhớ kỹ những thứ này. Lão ca ăn lực mãn, chúng tôi để đồ ở đây hết rồi. Đồ đạc để ở đây hết đi. Được, được, đợi lát tôi sẽ xếp vào. Tuyên béo, còn nữa không? Còn, để tôi đi lấy. Mượn chỗ đồn trưởng Vương đấy. Vương Bát Vạn hả? Giữ cho cẩn thận đấy. Thứ này chắc chỉ bắn chim được thôi. Có thể dọa động vật nhỏ. Vị đồng chí kia, đem 2 cái bao qua đây. Được thôi. Ôi trời ạ, đồ gì vậy, sao nặng thế? Đồ ăn đấy, bã đậu và muối. Trên đường đều ăn thứ này sao? Vậy không phải là càng ăn càng khát à? Đồng chí của tôi ơi, cậu muốn ăn cũng được thôi. Nhưng lạc đà của tôi thì không có gì ăn đâu. Lão già này đúng là thích thủ dai. Sắp xếp xong rồi. Lão ca, chuyến đi này anh phải chịu khổ với chúng tôi rồi. Ông nói vậy là không đúng rồi. Không phải là chịu khổ, mà là liều mạng. Nhưng không sao, bạn bè mà. Sao tôi nghe ông già nói 2 chữ bạn bè nghe gượng gạo thế nhỉ? Toàn là hư tình giả ý. Anh lấy đâu ra vậy? Mới thu được đấy. Đồng chí Tiểu Hồ, nào nào. Anh
An Lực Mãn này làm người dẫn đường, tôi không đồng ý đâu. Giáo sư Hách có ý kiến gì vậy? Tôi đã hỏi thăm rồi, người này nhân phẩm có vấn đề. Chúng ta không thể đem sự an toàn tính mạng ra vào tay của loại người này. Ngộ nhỡ trong sa mạc ông ta nổi lòng tham cướp của giết người, vứt chúng ta lại sa mạc thì sao? Chuyện này không phải không có xác suất xảy ra. Tôi thấy chuyện này giống như là anh làm vậy. Anh, chuyện này xét về xác suất cũng có thể xảy ra đấy. Giáo sư Hách, tôi và Tuyển Béo sẽ canh chừng ông ta. Cho dù ông ta bỏ mặc chúng ta, cũng không thể bỏ mặc bản thân mình được đâu. Chuyện này không được có sơ sót gì đâu. Ái Quốc, mỗi lần đi ra ngoài làm việc đều không tránh khỏi nguy hiểm. Cậu cũng là thành viên lâu năm trong đội khảo cổ. Tuyến đường lần này chúng ta đã cân nhắc rồi. Tiểu Hồ cũng có kinh nghiệm trong sa mạc. An Lực Mãn này là bản đồ sống trong sa mạc. Tôi thấy chúng ta dùng người thì không nên nghi ngờ đâu. Em biết rồi thầy. Vì thành cổ tinh tuyệt, thầy đã chuẩn bị cả một đời rồi. Được rồi, nếu đã như vậy, mọi người nhanh chóng chỉnh lý đồ đạc đi. Được. Các cậu đều thương lượng xong rồi sao? Tôi có lời muốn nói. Bây giờ là mùa gió, là lúc nguy hiểm nhất trong sa mạc. Các cậu muốn đi tìm chết sao? Tôi phải nói với mọi người, gặp phải gió, giữ mạng là quan trọng nhất. Không thể trách tôi. Ông lão, ý gì vậy? Rốt cuộc ông muốn nói gì? Chính là tiền đúng không? Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Người bạn này nói rất đúng. Tiền của tôi, một xu cũng không thể thiếu. Mọi người đều là bạn bè. Ông anh, chúng tôi đây là người nghiên cứu khoa học. Sao ông có thể nói là đi tìm chết chứ? Nghiên cứu khoa học. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể nghiên cứu quay về đấy. Ông lão này có ý gì vậy? Đồng chí Tiểu Hồ, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy không vấn đề. Được. Vậy mọi người chúng ta nhất định sẽ theo chỉ thị của cậu. Sắp xếp đồ đạc đi. Đoạn đường này bây giờ của chúng ta chính là xuất phát từ hồ Boston, vẫn luôn chạy dọc theo đường sông cổ của sông Khổng Tước đến hướng nam. Boston có nghĩa là đứng yên. Lấy cái tên này là vì có ba hồ trong núi, sững sờ trong hồ. Cổ đại cũng gọi hồ này là Ngư Hải. Nó là hồ nước ngọt nội địa lớn nhất Trung Quốc. Hồ Khổng Tước chính là chảy ra từ đây, chảy về nơi sâu nhất của sa mạc Talamakan. Chú An Lực Mãn không phải nói sa mạc nguy hiểm như thế nào sao? Ở đâu ra nguy hiểm chứ? Ông ấy chắc chắn phải nói nguy hiểm. Ông ấy muốn nhiều tiền mà. Sa mạc đẹp quá. Tân cương của chúng ta thật tốt. Núi trời Nam Bắc có bãi cỏ đẹp. Sa mạc Gobi trở thành ruộng tốt. Không ở phía sau chạy lung tung làm gì? Thoải mái chút đi, đội trưởng của tôi. Anh đi lâu như vậy rồi có gặp ai đâu? Lão già này siêu vậy sao? Tôi thấy lạc đà còn thuộc đường hơn lão ấy. Cậu thì hiểu gì chứ? Trên đoạn đường này của chúng ta, những di tích bị tàn phá, còn có những thứ linh tinh của Hồ Dương đều không thoát khỏi mắt của ông ấy đâu. Mấy thứ này sâu chuỗi lại chính là một tuyến đường. Được đấy lão Hồ, quan sát khá chặt chẽ đấy. Có chuyện này phải nói với anh. Tôi nghĩ suốt chặng đường rồi. Chuyện gì?
Anh nói cái cô Shirley, cô ấy đi từ xa tới phí bao nhiêu công sức tiền bạc như vậy, sao lại tìm Tinh Tuyệt Cổ Thành này? Có gì thì nói mau đi. Trong Tinh Tuyệt Cổ Thành này nhất định có báu vật, hơn nữa nhất định là chữ số thiên văn. Sao anh biết? Đại ca, anh có năng lực tưởng tượng không vậy? Những câu chuyện thám hiểm không phải đều vì báu vật sao? Cả ngày anh toàn suy nghĩ gì đâu không? Anh nghĩ đi. Trước đây mấy người nước Anh làm gì phải chạy xa như vậy đến tìm Tinh Tuyệt Cổ Thành chứ? Bố của Shirley đã phí nhiều công sức. Đoạn đường này đã cược cả mạng rồi. Hơn nữa cả cái cô Shirley rất để tâm đến cuốn bút ký. Ngoài báu vật ra không còn gì khác. Tuyển Béo, anh nói thật với tôi đi. Nếu anh không vì cái này thì cũng không tới đúng không? Anh thích thì cứ nói thế đi. Nhưng mà tôi nói với anh, nếu nó thật có vàng bạc châu báu, người Mỹ muốn nuốt trọn, không có cửa đâu. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Ra phía sau đi. Được, anh trông chừng lão già, tôi ở phía sau trông chừng cô gái Tây này. Giáo sư, rửa tay trước rồi hãy ăn. Không cần rửa đâu, rửa chút đi. Ở đâu? Chính là vị trí đó, đi đi. Nước quá quý giá, ít thôi, ít thôi. Được, được. Nhìn thấy chưa? Hai ngọn núi đó gọi là núi Thánh Mộ. Trên núi có cây nấm phong thực cao khoảng 5 mét. Giáo sư Trần, thầy có ăn tiêu không? Yên tâm, không vấn đề gì đâu. Các người nhân lúc còn mạng, nắm bắt thời gian chụp thêm mấy tấm ảnh đi. Giáo sư Trần, chú An Lực Mãn nói là thật sao? Sa mạc thật sự nguy hiểm vậy sao? Tiểu Diệp, em sợ rồi à? Không phải sợ. Em là lo. Đẹp không? Quá đẹp. Nhưng phía sau những thứ càng đẹp, càng nguy hiểm đáng sợ. Tiếp theo đây điều kiện của chúng ta sẽ càng gian khổ. Đồ ăn thì không cần lo, chủ yếu là nước tiêu hao nhanh quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có khả năng sẽ chôn thân nơi sa mạc. Sao thế? Bây giờ quay lại vẫn kịp đấy. Ông già, trước đây có bao nhiêu lần ông đưa người đi được nửa đường rồi lại quay về? Nói thật với cậu, các cậu là những người kiên trì lâu nhất rồi. Quay về đi. Đừng đi nộp mạng một cách lãng phí nữa. Nói thật nhé, trước khi đến chúng tôi không nghĩ rằng nước sẽ tiêu hao nhanh như vậy. Ông chắc chắn biết gần đây có chỗ nào có nguồn nước, đưa chúng tôi đi lấy thêm ít nước đã. Tôi biết các cậu muốn đến thành cổ Tinh Tuyệt để làm gì. Truyền thuyết kể rằng có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng trước giờ chưa từng có ai có thể thực sự tìm được. Vừa rồi chúng ta đi thật ra không được coi là sa mạc. Qua được vịnh mới là vào sa mạc đen, đó mới là sa mạc thực sự. Ông già, cái gì được gọi là sa mạc đen? Trong sa mạc đen có chôn rất nhiều thành phố và châu báu, nhưng trước giờ chưa từng có ai có thể đưa chúng ta ra khỏi sa mạc đen.
Cho dù chỉ là mang ra một đồng vàng, cũng sẽ bị lạc đường trong sa mạc đen đó, sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong gió cát ở đó. Đừng có mong ra ngoài. Thế thì ác độc quá. Ông trời đã dùng nơi này để trừng phạt những kẻ tham lam. Quay về đi. Quay về đi. Thầy, nào. Ông già, có phải là đổi ngày không? Bình minh không ra cửa, đêm xuống đi vạn dặm, áng mây đỏ rực vào buổi sáng sớm, không phải điểm báo tốt gì. Đúng thế. Đám mây trên trời đang chảy máu. Ông trời chắc hẳn đang tức giận. Sa mạc này lại nổi gió rồi. Gió sẽ nổi lên rất lớn, rất lớn. Ông lão An Lực Mãn nói sắp nổi gió rồi. Còn nói là gió rất lớn, rất lớn. Cho nên ban ngày chúng ta không thể nghỉ ngơi. Phải nhanh chóng đến di tích thành cổ Tây Dạ. Gió có thể to đến đâu, ông ta nói cho dù dựng lên bức tường cát cũng không cản nổi. Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển đến đó. Bằng không gió rất to sẽ bị vùi trong sa mạc. Tiểu Hồ, cậu là lãnh đội, chúng tôi nghe theo cậu. Ông già kia làm gì thế? Còn sốt ruột không vậy? Làm gì thế? Bình tĩnh chút đi. Sao vậy? Nhanh, nhanh lên đi. Nếu không sẽ bị chôn vùi trong sa mạc đen đấy. Mau, mau lên lạc đà. Đi lên lạc đà đi. Thầy giáo, nhanh, lên lạc đà đi. Nhanh, nhanh, Tuyển Béo chú ý, đừng để sót người. Tôi biết rồi. Dừng lại để mọi người nghỉ một lát đi. Chạy chậm quá sẽ không xong đâu, sẽ mất mạng đấy. Ông già, tôi thấy giáo sư Trần sắp không được rồi. Dừng lại để nghỉ ngơi một chút, cho mọi người uống ngụm nước rồi đi tiếp. Thầy giáo. Giáo sư, kính mắt của tôi không thấy nữa. Sau này phải biết làm sao. Thầy giáo, chỗ của em có kính mắt phòng bị. Thầy lấy dùng tạm đi ạ. Có nhìn thấy không? Được, Tiểu Diệp. Mọi người tranh thủ thời gian đi. Sao thế lão Hồ? Sức khỏe của đám phần tử trí thức này đúng là chết người. Cô Dương, cô sao rồi? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Xem đấy, người ta ăn bít tết uống sữa bò từ bé, đúng là có khác. Sở Kiện, xem kiểm tra lại vật tư đi. Được. Giáo sư, ông ở đây nghỉ một lát nhé.
Tiểu Diệp, sao rồi, sao rồi? Dạ Lan Hương đến rồi. Đừng có nghỉ nữa. Mọi người mau đi đi. Mau mau mau, lên lạc đà, Tát Đế Bằng dẫn theo Tiểu Diệp. Mọi người mau lên lạc đà. Mau, Tiểu Diệp, mau lên lạc đà đi. Mau, mau. Tuyền Béo, sao thế? Sao lại thiếu mất một người? Có nhìn rõ không? Ai lạc đội rồi? Không phải là cô người Mỹ đây chứ? Cô ấy không thể mất được đâu. Cô ta mà mất là tiền mất theo đấy. Cái gì mà người Mỹ người Trung, không ai được lạc đội hết. Anh đi, đuổi theo An Lực Mãn, nhất định bảo ông ta phải dừng lại. Đây là mệnh lệnh, rõ. Giáo sư Trần. 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 Chuyện gì thế? Tôi bị ngã xuống. Không sao chứ? Không sao. Nào, mau đứng lên. Nào, đi. Giáo sư Trần, không sao chứ? Ở kia. Giáo sư, lão Hồ, không sao. Những người khác đâu? Đều không sao. Tôi xô lão già An Lực Mãn xuống khỏi lạc đà rồi. Ngầu lắm. Đừng đỡ tôi, đỡ ông ấy đi. Thế này là thế nào? Ông ơi, sao lại không đi nữa thế? Đi không nổi nữa rồi, lạc đà bị dọa chết khiếp rồi. Nó biết bão cát đen ghê gớm thế nào, chạy cũng vô dụng, thả cứ ngồi ở đây chờ chết đi. Ông ơi, ông là bản đồ sống, nghĩ cách đi. Hết cách rồi, chỉ có thể chờ chết thôi. Hết cách cũng phải nghĩ cách, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được. Hồ Bát Nhất, mau nhìn xem. Đừng có đứng đó nhìn phong cảnh nữa. Mau lên đường thôi. Đi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Mau lên lạc đà đi.
ông ơi, bức tường này có thể cản bão cát không? Xem ý ông trời thôi. Lão Hồ, Tuyển Béo nhìn thấy bên kia không? Đưa mọi người qua bên đó tránh đi. Nhanh, mau đưa mọi người đi, chú ý cảnh giới. Nhanh, nhanh. Nhanh, đi theo đội. Thầy, giáo sư không sao.